quý vị, kế toán thuế được xem như là cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Đây là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Các công việc của kế toán thuế có thể giúp cho nhà nước quản lý nền kinh tế dễ dàng hơn, đồng thời tổng kết báo cáo thuế đúng với quy định. Vậy kế toán thuế là gì? Các công việc của kế toán thuế cần thực hiện là gì? Có nên thuê kế toán ngoài hay không? Ngày hôm nay, công ty luật ACC sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về vấn đề trên, bao gồm các nội dung chính sau đây. 1. Kế toán thuế là gì? 2. Những lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán thuế. Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề kê khai báo cáo thuế trong doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, giúp cho cơ quan nhà nước có thể nắm rõ tình hình, nghĩa vụ đóng thuế của doanh nghiệp, là người thực hiện các công việc tổng kết thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho doanh nghiệp. Để làm tốt công việc của người kế toán thuế thì bạn phải là người am hiểu luật thuế, nghiệp vụ thuế kế toán để vận dụng vào doanh nghiệp của mình như tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán, lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, báo cáo thuế cuối năm. Khi có vấn đề phát sinh, trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra của toàn công ty và phân loại theo thuế suất, theo dõi báo cáo tình hình hoàn thuế của công ty, tình hình nộp ngân sách, tồn động ngân sách, đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán, lập hồ sơ hoàn thuế khi có vấn đề phát sinh, lập báo cáo tổng hợp thuế định kỳ hoặc đột xuất, cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thảo báo cáo nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện. Các công việc của kế toán thuế phải thực hiện hàng tháng và các công việc phải thực hiện định kỳ hàng quý, hàng tháng, hàng năm, chủ yếu về vấn đề kê khai thuế, hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp cụ thể. Về công việc hàng ngày là thu thập thông tin xử lý, lưu trữ các hóa đơn chứng từ thuế. Kế toán thuế tiến hành kiểm tra về tính pháp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ, lưu trữ hóa đơn cẩn thận, đảm bảo không bị rách nát, hỏng hoặc được cơ quan thuế chấp nhận. Công việc hàng tháng sẽ bao gồm lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, phân bổ các công cụ, dụng cụ và thực hiện trích khấu hao tài sản cố định. Công việc hàng năm sẽ bao gồm: đầu năm, kế toán thuế phải kê khai nộp thuế môn bài, hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp là ngày 31 tháng 1, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân vào tháng 12 hoặc quý 4, nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4, hạn nộp là 31 tháng 1. Cuối năm, kế toán thuế lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm, lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, lập báo cáo tài chính năm. Có thể thấy công việc kế toán thuế không hề đơn giản, đòi hỏi người đảm nhiệm vị trí phải là người có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và sự nhạy bén để có thể xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc. Hầu như các doanh nghiệp đều phân vân không biết nên thuê dịch vụ kế toán thuế ngoài hay không và lo lắng sẽ mất thêm phí dịch vụ. Tuy nhiên trên thực tế, việc thuê kế toán ngoài lại vô cùng cần thiết cho cả những doanh nghiệp đã thành lập lâu và những doanh nghiệp mới mở cụ thể. Đối với những doanh nghiệp đã thành lập lâu thì khi sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài, công ty của bạn sẽ tiết kiệm được chi phí khi trả lương, các loại thuế, bảo hiểm, chi phí văn phòng phẩm và các phúc lợi cho nhân viên toàn thời gian hoặc bán thời gian. Bạn chỉ cần trả tiền cho những dịch vụ bạn cần. Vì vậy năng suất của công ty sẽ được đảm bảo khi sử dụng nhân viên kế toán thuê ngoài. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì chắc chắn những doanh nghiệp này đang rất cần những chuyên viên kế toán thuế giàu kinh nghiệm để giải quyết những thủ tục thuế ban đầu như giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc về kê khai, báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vào thời điểm ban đầu. Doanh nghiệp cần tư vấn các quy định, nghị định liên quan đến thuế và các báo cáo tài chính. Bên cạnh đó thì chi phí thuê dịch vụ kế toán thuế trọn gói rẻ hơn so với thuê nhân viên kế toán. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói. Các công ty này đa phần thường cạnh tranh nhau về giá nên chất lượng dịch vụ không tương đồng. Thứ nhất, chọn công ty có nhiều năm kinh nghiệm. Với những công ty có nhiều năm kinh nghiệm, hiểu rõ nhu cầu khách hàng cần gì, từ đó đưa ra những dịch vụ phục vụ phù hợp nhất. Bên cạnh đó, với những công ty cung cấp dịch vụ kế toán có nhiều năm kinh nghiệm, sẽ có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm giúp khách hàng giải quyết những vấn đề nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp nhất. Thứ hai là cung cấp dịch vụ kế toán thuế có trách nhiệm. Dịch vụ cung cấp thuế phải có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến thuế, khuyến cáo hướng dẫn phương pháp sử dụng, quản lý kiểm soát hóa đơn tài chính, chỉ dẫn các cách thức cung cấp biểu mẫu để kiện toàn hoàn thiện về hồ sơ, về góp vốn, tài sản cố định, giá thành sản xuất, giá thành xây lắp, giá vốn hàng bán, các chi phí bị khống chế, quy chế lao động tiền lương. Tư vấn vận dụng chính sách thuế mới và các biện pháp khai thác triệt để tính chi phí thuế sao cho thuế doanh nghiệp phải nộp là tối ưu nhất mà vẫn đúng quy định. Thứ ba là rõ ràng về chi phí.
Khi lựa chọn công ty kế toán thuế, mọi vấn đề về chi phí phải rõ ràng ngay từ ban đầu, phải tư vấn các gói dịch vụ cũng như giá cả để khách hàng có thể an tâm lựa chọn được dịch vụ phù hợp nhất. Và thứ tư, đảm bảo thời gian thực hiện. Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế phải đảm bảo cho chuyên viên của dịch vụ kế toán thuế giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc trong thời gian quy định. Gói dịch vụ phải thực hiện theo đúng thời hạn hợp đồng. Trên đây là một vài thông tin mà công ty luật ACC chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm chọn dịch vụ kế toán thuế tốt cho doanh nghiệp cập nhật năm 2022. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.